Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái đầu CD có model là Denon DCD 1650GL. Đây là một trong những đầu CD cao cấp đến từ hãng Denon Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu gold màu vàng rất đẹp mắt, rất sang trọng. Dòng CD Denon 1650GL mình về tình trạng là like new nha các bạn, không tì vết, không vết xước, không vết lông mèo nha các bạn. Đây là dòng phiên bản đặc biệt giới hạn Special Limited Edition. Buông tay là đập, dòng này thì được mệnh danh là dòng CD quốc dân nha các bạn. Máy mình về bao gồm một cái khiển zin các bạn, thể chỉnh full chức năng. À, mình mới qua bài cho các bạn, dù đi chạy xước các bạn buông tay là đọc các bạn thấy không, rất là tốt các bạn. Ở đây là khay đĩa lệch bên trái, nó có chữ Special Limited Edition. Đây khay đóng mở đĩa, play stop, tới bài có điều kiện, lui bài có điều kiện, top. Ở đây có một chữ DCD 1650GL rất nổi bật, các bạn ấn vào mở nắp cốp ra. Nắp cốp ở dưới những thông tin là real 20 bit, ha, ASLC 20 bit, 4 DA converter ha, chạy 4 con chip giải mã. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng qua bài nút ở đây ha. Ở đây có một lỗ tai phone và một cái đường variable, các bạn có thể chỉnh volume phía mặt trước nếu các bạn kết nối đường variable. Rồi. Tổng thể của nó là con này là như mới, không một tí vết nha các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Nắp của nó ở trên đây là nắp sân zin, các bạn nhìn những cái ốc này, nó rất đẹp luôn mà, rất sáng sáng với luôn. Được thiết kế là hai bên được phủ một lớp ốp gỗ piano màu nâu vân gỗ, còn rất đẹp, không trải xước nghe các bạn, rất đẹp không cưng móp. Dòng CD 1650GL được sản xuất vào năm 1991, Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và công suất tiêu thụ là 19W, với kích thước chiều ngang 47cm, cao 12,2cm và hậu sau là 36cm và máy nặng là 12,5kg. Các bạn nhìn tổng thể máy được thiết kế rất đẹp mắt, rất cứng cáp các bạn ha, nhìn rất bắt mắt, rất sang trọng, rất cuốn hút. Rồi sau đây mình quay tổng thể mặt sau trước cho các bạn xem. Các bạn nhìn tổng thể mặt sau của máy nè, còn rất đẹp. Ở đây các ngõ rời xa là vàng au luôn các bạn ha, dù máy mình chưa vệ sinh tại đường và cọc ba lăng. Đây đường optical out. Rồi thông tin là đây các bạn, Denon 1650 SR Asian 19W Suri 1653 Made in Japan, dây nguồn zin và dây nguồn chính nha các bạn, còn những lớp ni lông của Nhật luôn nha các bạn. Rồi tổng thể rất đẹp các bạn, mặt sau là cũng còn rất mới các bạn ha. Rồi sau đây mình mở nội thất cho các bạn xem. Ở đây được thiết kế phía trên là hai tấm nhôm dày nha các bạn, tất cả còn nguyên zin bản, không trầy xước nha các bạn. Tấm thứ nhất. Rồi mình mở tấm thứ hai cho các bạn xem luôn. Rồi không một vết trầy xước các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Rồi nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy một cơ đĩa lệch bên trái à, một tăng vô và bốn tụ lọc nguồn nằm riêng biệt sườn sắt nè các bạn nhìn nè, tráng phao luôn. Cái này nguyên zin nguyên bản, không một tì vết nghe các bạn, không vết mũi đốt luôn bạn, rất đẹp rất mới. Bên này sườn sắt cũng tráng phao luôn. Ở đây những con chip, bộ phần chip giải mã và chip lọc nằm ở đây nghe bạn, những chip lọc nè các bạn, rất dày đặc ha. Ở đây bốn con chip giải mã nè các bạn, real 20 bit nghe các bạn. Ở đây một rừng tụ nằm phía dưới rất là nhiều dày đặc nghe các bạn. Máy mình bán ra bao zin tuyệt đối cho các bạn. Rồi dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Bên cạnh đó các bạn có thể chơi những dòng nhạc ở cao tiết hòa tấu đều rất hay hơn trong tầm tiền nha các bạn. Rồi sau đây mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc trữ tình. Chỉ nghe sương tuyết đây chờ kiếp nào đổi thay, còn ngỡ tình thoáng qua môi.
Cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn con CD có model là D5 DCD 1650GL mình về tình trạng like new như mới, không tì vết nghe các bạn. Mình bán ra với giá rất tốt, chỉ là 8.800.000 đồng. Mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.